À, đây nó là cái chiếc bếp nhạc vui học LeapFrog, hàng thương hiệu nổi tiếng số 1 của Mỹ về đồ chơi giáo dục nha. Đó, khi mày đặt cái chảo lên đây ha, thì đó, nó tự động nó bật cái chế độ nói lên. À, cái này là các chế độ của cái lò nướng ha. À, máy nó giới thiệu luôn. À, các phụ kiện đi kèm với nó là đã bị mất hết, nhưng mà có thể thay vào đây. Đây nó là cái bộ phụ kiện bếp của hàng Quảng Châu, loại chất lượng cũng khá tốt đó. Đây cái bộ này thích hợp chơi với lại cái bếp LeapFrog này ha, có chảo có trứng nè, và ngoài ra nó kèm thêm một cái bếp ga nữa đó. Màu sắc của nó cũng tương ứng, kích thước cũng vậy. Để chơi cùng với là cái bếp này ha.